Xin chào tất cả mọi người, tôi Lương Trainer đây ạ. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu các bạn về cái công cụ đó là Template AutoCAD theo tiêu chuẩn Việt Nam, đã được tôi biên soạn và cập nhật trong rất là nhiều năm qua. Nó là một cái vũ khí rất là tuyệt vời, giúp gia tăng hiệu suất cho anh em trong công việc cũng như trong cái việc mà anh em làm đồ án nếu mà anh em đang là sinh viên. Thì nó tuyệt vời như nào thì tôi sẽ giới thiệu qua video này mọi người nhé. Thì đây là một cái phiên bản AutoCAD 2023 này, cái Template AutoCAD theo tiêu chuẩn Việt Nam mà tôi biên soạn này có thể sử dụng cho tất cả các phiên bản. Thì tôi lấy cái phiên bản 2023 để làm ví dụ cho mọi người. Đầu tiên chúng ta mở một file mới thì thường bao giờ là gì ạ? Là chúng ta sẽ có cái file mặc định là acad iso.dwt. Thì do cái phần mềm AutoCAD này là của hãng Autodesk, là của hãng ở của Mỹ nên tất cả các tiêu chuẩn này đều của bên nước ngoài và chúng ta thiết kế theo tiêu chuẩn thiết kế của Bộ Xây dựng ở Việt Nam nên chúng ta phải đưa toàn bộ các cái tiêu chuẩn trong cái phần mềm AutoCAD về tiêu chuẩn Việt Nam các bạn nhé, từ phần DIM này, ở phần text này, rồi các cái cao độ này, các ghi chú, các block và rất là nhiều các cái phần khác nữa chúng ta phải chuyển về theo tiêu chuẩn Việt Nam. Và nếu mà các bạn sử dụng mặc định cái phần mềm AutoCAD mà chúng ta download về chúng ta cài lên ấy thì nó là của tiêu chuẩn nước ngoài và chúng ta phải mày mò rất là nhiều để dạ chúng ta chuyển về, và trong cái quá trình đấy mỗi lần chúng ta cập nhật một tí một tí một tí một tí nó rất mất thời gian. Thì thay vì thế là tôi đã cập nhật cho các bạn một bộ tiêu chuẩn template theo tiêu chuẩn Việt Nam và cập nhật đến thời điểm này, thời điểm mà các bạn đang xem video, nên các bạn hoàn toàn yên tâm mỗi năm sẽ được cập nhật một lần các bạn nhé. Là các bạn chỉ có lấy nó để sử dụng và update thêm một số cái ở trong cái chuyên ngành của bạn thôi, nên các bạn không mất nhiều thời gian để đi cập nhật mỗi lần hoặc là gì ạ, chúng ta đi tìm kiếm ở đâu đó để chúng ta update vào. Là tôi đã biên soạn sẵn hết trong cái template này rồi và giúp cho công việc của bạn nâng cao hiệu suất rất là nhiều rồi. Thế thì chúng ta làm sao để có cái file template đó? Thì các bạn nhớ đăng ký ở đường link bên dưới để sở hữu bộ template này. Thì trong bộ template này ấy, thì nó rất là hay như này, tôi sẽ cho bạn sẵn cái file template mẫu rồi, nên làm sao để chúng ta update cái file template mẫu ấy thì rất là dễ. Các bạn chỉ cần gì ạ, giúp cho tôi gõ lệnh OP này khi bạn mở phần mềm mặc định này. Đấy, các bạn đi tìm đến cái mục đó là gì ạ, template setting này, các bạn tìm đến cái mục đó là default template file new for queue new này. Đấy, ấn vào năm này, ấn vào pro này đó. Thì ở đây tôi đã cho sẵn các bạn đây, đây các bạn chỉ cần kích vào cái file là mẫu tcvn chấm DWT bạn nhé. Đấy, chúng ta copy, chúng ta ấn copy này, được chưa? Rồi chúng ta sẽ kích vào đây, chúng ta paste nó vào, xong sau đó chúng ta chọn cái file mẫu DCVL của tôi, đây open, đấy chúng ta apply, chúng ta ok. Bây giờ chúng ta tắt đi nhé, tắt cái file đi. Giờ chúng ta coi như chúng ta mở phần mềm mới lên, chúng ta ấn mở này. Đấy, thì mặc định là sẽ mở cái file template AutoCAD theo tiêu chuẩn Việt Nam của tôi dưới dạng một file mới luôn. Tại sao bạn biết là như vậy ạ? Thì chúng ta có thể thử như sau, có thể gõ LA. Đây các bạn nhìn thấy tất cả các tiêu chuẩn đúng không ạ, đã đưa được layer, đã được điều về theo các cái định dạng đó có sẵn ở đây rồi, các bạn cứ lôi ra và sử dụng thôi. Tiếp theo chúng ta có thể là gì ạ, chúng ta có thể gõ các cái lệnh, các kiểu DIM cũng đã có sẵn ở đây rồi. Tiếp theo nữa chúng ta có thể thử cái phần gì ạ, phần DIM đi. Đây chúng ta sẽ thử thử cái phần DIM đó. Các bạn thấy chưa? Các cái DIM đã được chúng tôi soạn sẵn hết ở đây rồi. Đó, tức là nó sẽ có sẵn hết ở trong cái phần template AutoCAD theo chuẩn Việt Nam của mọi người nhé. Và kèm theo đó tôi sẽ tặng cho mọi người đó là gì ạ? Đây. Tại sao lại tôi lại thiết lập được như vậy? Đây là cái bảng này, mọi người có thể xem này, từ chữ này. Rồi dạ. Từ chữ tiêu đề, chữ ghi chú này, các cái thống kê cốt thép này, rồi phần DIM này, rồi các cái phần block này, ký hiệu này, rồi dạ các cái nét hét này. Rồi dạ. Quy định các cái nét chữ khi mà khi in khổ A3, A4, A2, A1, A0 như nào, có hết ở đây. Thì cái phần quà tặng này tặng thêm cho mọi người nhé, đã được thiết lập sẵn trong tiêu chuẩn Việt Nam rồi. Tiếp đến là gì ạ, mọi người sẽ được nhận toàn bộ các cái lip kép, các lip kép này phục vụ cho công việc nó sẽ nhanh hơn mọi người nhé. Đó. Tiếp đến là mọi người sẽ nhận được toàn bộ các cái bộ full, đây mọi người có thể có font full SHX, toàn bộ cái phần font mà tôi đã chuẩn bị cho mọi người để không bị phần lỗi font đúng không ạ, và tôi đã chuẩn bị sẵn cho mọi người cái bảng lệnh đổi lệnh AutoCAD đây rồi. Đấy, tức là khi mà chúng ta sử dụng các lệnh mặc định của AutoCAD ấy, thì nó sẽ lâu hơn rất là nhiều. Thay vì thế là chúng ta sẽ sử dụng các cái lệnh mà tôi đã đổi sẵn ở đây rồi. Mọi người chỉ cần gì ạ? Sử dụng thôi thì chúng ta sẽ đánh cái lệnh mà chúng ta không cần nhìn bàn phím. Tại vì tôi đã di chuyển các cái lệnh về nhóm toàn bộ phía bàn tay bên trái, thuận tiện trong cái việc chúng ta sử dụng lệnh. Đó, rất là thuận tiện. Thì đấy là cái phần quà các bạn nhận được khi đăng ký bộ template AutoCAD theo tiêu chuẩn Việt Nam. Rồi tôi sẽ gửi cho các bạn một cái công trình mẫu. Đấy, tôi trình bày như thế nào đúng không ạ? Đó, các bộ các công trình mẫu tôi trình bày như thế nào
theo kiểu là gì ạ, layout, theo kiểu layout các bạn quản lý theo bản vẽ một cách rất là chuyên nghiệp, chứ không phải chúng ta vẽ hết tất cả ở phần model này các bạn nhé, xong rồi đi tách tất cả model, chúng ta sẽ quản lý theo layout rất là chuyên nghiệp. Đó, ở đây có các cái công trình mẫu để các bạn thể mở ra, cỡ khung tên mẫu các bạn để mở ra để xem. Đó, và rất là nhiều các cái phần quà tặng khác mà tôi đã để trên web. Thì bạn nhớ đăng ký để sở hữu bộ template này cùng với các cái bài học miễn phí mà tôi chia sẻ với mọi người, thì giúp cho mọi người học nhanh hơn, hiệu quả hơn, kể cả tay mơ cũng có thể nhanh chóng nắm bắt được phần mềm AutoCAD này và giúp bạn gia tăng năng suất hiệu quả trong công việc. Xin chào.